Đang đợi ông ấy mang rồi sang à? Chết đây rồi. Sang hết đây được. Chết đây rồi, hai anh em à? Cái này sát hả? Cái này về chỉ để đun thôi ấy gì? À để ngâm rượu à? Đun. Nhưng mà đây vẫn dính mật đây này. Cái này mà cho vào thì nó hỏng hết. À. Cái này lọc cái này ra đi. Ừ. Lọc lấy cái này mà. Ơi thì chào các bác nha. Mình anh em họ đi bắt được ít mật ong rừng. Mấy cái con ong ở đây thì sợ rồi. Đó thế. Bây giờ là đang là đầu mùa nên là mật ong rất ngon. Đủ cân cho anh đi. Cái mùa không biết nó ăn cái hoa gì mà anh ăn thấy hơi đắng đắng nhỉ? Mùa này thì nó ít hoa. Ừ. Mật nó hơi đắng đắng không biết ăn hoa gì. Mật màu tối tối. Mùa này ăn này ăn ho gạo. Rừng nữa còn có. Nó ở gần đây thì nó có. Rừng này mùa này nó có hoa đào. Hoa đào rừng. Ừ, đào rừng cũng đã. Gần ngon chưa. Cái con lợn con này nuôi mấy tháng rồi? Phải 5 tháng rồi chứ. Chưa. Chưa 5 tháng á? Chưa. 3 tháng rồi á? 3 tháng mới được có 6-7 cân nè. Ui, nhưng mà lợn xù ngon chưa? Đi, đi cân cho anh đi. Lấy cân. Ông Năng ơi. Đây là cái thừa này, này ăn à? Cái nào ăn được hả em? Cái này nó có cái... cái đen đen đấy nó có nhộng à? Có rồi. Nó có nhộng ở đấy à? Cẩn thận không nó đốt này. Nó còn có nong này. Một ni à. Nghe ngầu ôn. Nó mới cỡ. Nó ký thân ta ra à. Tụi kia này có bao ký lòng đó bé. Ô tối o. Vẫn còn đồ ngâm rượu à chú? Tối quá. Ngon không con cái? Đây 5 cân rưỡi. Chơi chơi. Chọc. Thế làm sao? Ok. Thằng chỗ. Bây giờ cầm kiểu gì về bây giờ nhỉ? Treo được. Hử? Treo được. Treo thì phải cho vào cái đấy mà cơ, treo được. Đến tối á? Ừ, cho vào cái tối á. Đây các bác, nên bản mua thì như này thôi. Một trẻ con ăn này. Mỗi đứa một miếng. Ăn như ăn kẹo ấy nhỉ. Ơ, phải túi ấy, nhiều giày cơ. Anh treo đi từ đây về nhà đấy. Cái xài xe này không có rồi. Cứ cho vào lồng vào 3-4 túi đi, xong là cho vào một cái vỏ bao ấy. Xe em chưa kiểu gì. Xong là cho vào ba lô được không? Ba lô nó phải dính hết, vỡ hết. Ừ. Thôi các bác có nhu cầu liên hệ sớm nhé. Mật ong rừng. Cái này cũng chưa được anh. Chắc được mà. Chưa.